chứng khoán tuần từ ngày 13 tới ngày 17 tháng 12, VN Index chưa thể tăng tốc. Dow Jones mất hơn 500 điểm trong phiên biến động cuối tuần. Giá vàng thế giới vượt 1.800 USD. Giá dầu thô lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ 6. Giá Bitcoin ngày 18 tháng 12 giảm mạnh. Một số tin tức quốc tế nổi bật, tất cả sẽ có trong điểm tin cuối tuần 3 tháng 12. Đầu tiên là diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Chứng khoán tuần từ ngày 13 tới ngày 17, VN Index chưa thể tăng tốc. Trong phiên cuối tuần, VN Index tăng 0,22%, kết thúc ở mức 1.479,79 điểm. HNX Index giảm 0,18%, xuống mức 456,20 điểm. Xét cho cả tuần thì cả hai chỉ số cũng tăng điểm khá tích cực. VN Index tăng 1,11%, còn HNX Index tăng 1,21%. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 909 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng 20,06% so với tuần giao dịch trước đó. Sàn HNX đạt trung bình gần 117 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng 5,11%. Ngành bất động sản có tuần giao dịch hết sức sôi động, với sắc xanh xuất hiện ở phần lớn các mã cổ phiếu trong nhóm này. Trong khi đó, ngành ngân hàng lại tiếp tục gây thất vọng, với mức giảm cả tuần khoảng 1,45%. Ngành vận tải kho bãi cho thấy sự phân hóa với hai mảng sáng tối rõ rệt. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trên cả hai sàn, khối ngoại bán ròng gần 1.859 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 140 tỷ đồng trên sàn HNX. Tiếp theo là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Dow Jones mất hơn 500 điểm trong phiên biến động cuối tuần. Chứng khoán Mỹ lại chịu áp lực trong phiên đầy biến động ngày thứ 6 trong bối cảnh lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn đến các chỉ số chính sụt giảm trong tuần qua. Các chỉ số chính đều ghi nhận ở một tuần tiêu cực, với Nasdaq Composite giảm mạnh nhất. Theo đó, Nasdaq Composite sụt gần 3%, còn Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 1,7% và 1,9%. Nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn ghi nhận mức giảm sâu trong tuần này. Cổ phiếu Microsoft lùi 0,3% trong ngày thứ 6, qua đó nâng tổng mức lao dốc trong tuần của cổ phiếu lên gần 5,5%. Cổ phiếu Alphabet và Apple đều giảm hơn 4% trong tuần này. Nhà đầu tư có vẻ đang xoay chuyển từ các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao sang nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu khi tiếp tục xem xét động thái mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cùng với lạm phát gia tăng và sự lây lan của biến thể Omicron. Tin tức nổi bật của giá vàng trong tuần vừa qua sẽ tiếp tục cho bản tin ngày hôm nay. Giá vàng thế giới vượt 1.800 USD. Lo ngại về lạm phát và biến chủng Omicron đã kéo giá vàng lên trên 1.800 USD một ounce trong phiên ngày hôm qua. Chốt phiên giao dịch cuối tuần thì mỗi ounce vàng giao ngay đứng tại mức 1.798 USD, gần như không đổi so với phiên trước. Trong phiên, giá vàng có thời điểm lên đến 1.812 USD. Tổng cộng cả tuần, giá tăng gần 1%. Đây là tuần đầu tiên trong 5 tuần gần đây kim loại quý đi lên do lạm phát và biến chủng Omicron khiến nhà đầu tư tìm đến các công cụ trú ẩn. Giá dầu thô lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ 6 và cũng ghi nhận một tuần giảm giá vì số ca mắc biến thể Omicron của virus corona gia tăng, dấy lên lo ngại về việc các hạn chế mới sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu nhiên liệu. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 2% xuống còn 73,52 USD trên một thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,1% xuống còn 70,86 USD. Tính chung tuần thì giá dầu thô Brent giảm 2,6%, còn giá dầu WTI giảm 1,3%. Tiếp theo sẽ là diễn biến thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin ngày 18 tháng 12 giảm mạnh. Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 46.000 USD. Nhiều chuyên gia dự báo Bitcoin sẽ tiếp tục sụt giảm kéo trên toàn thị trường. Trong top 10 đồng tiền giá trị cao trên thị trường thì có tới 7 trên 10 đồng tiền giảm giá trong 24 giờ qua. Đồng tiền lớn thứ hai Ethereum tăng nhẹ 0,49% so với 24 giờ trước, lên mức 3.910,29 USD. Binance Coin giảm nhẹ 0,5%, còn 527,71 USD. Tether giảm còn 0,9997 USD, mất 0,12% trong ngày. Solana giảm nhẹ 0,82% trong 24 giờ qua, còn 177,42 USD. Cardano giảm còn 1,24 USD, mất 0,79%. USD Coin mất 0,08%, ghi nhận ở mức 0,9997 USD. HASH mất 3,47% trong ngày, còn 0,2252 USD.
Ripple ghi nhận tăng nhẹ 0,7% so với 24 giờ trước, lên mức 0,8178 USD. Avalanche tăng mạnh bất ngờ 9,1%, ghi nhận ở mức 113,97 USD. Tổng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số ghi nhận ở mức 2.169,50 tỷ USD, giảm 52,43 tỷ USD so với 24 giờ qua. Cuối cùng sẽ là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua. Chính phủ Mỹ áp đặt hạn chế đối với nhiều công ty của Trung Quốc. Chính phủ Mỹ ngày 16 tháng 12 đã áp đặt các hạn chế về đầu tư và xuất khẩu đối với hàng chục công ty của Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất thiết bị bay không người lái DJI với lý do các công ty này có quan hệ với quân đội. Với việc áp đặt hạn chế này thì công dân Mỹ không được mua hoặc bán một lượng nhất định chứng khoán giao dịch công khai của những công ty này. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ đưa hơn 10 vị nghiên cứu của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, theo đó sẽ bị hạn chế tiếp cận hàng xuất khẩu của Mỹ. IMF cảnh báo rủi ro lãi suất khi nợ toàn cầu chạm mức 226.000 tỷ USD. Các quan chức IMF cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư ngày 15 tháng 12 rằng việc tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến có thể gây áp lực lên các quốc gia mắc nợ nhiều và buộc các chính phủ và công ty phải cắt giảm nợ và chi tiêu, làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế. Nợ toàn cầu đã tăng 28% lên 256% tổng sản lượng quốc nội vào năm 2020, mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ Thế chiến thứ hai. Khi lãi suất tăng, chính sách tài khoá thường được điều chỉnh do các chính phủ chi tiêu nhiều hơn để trả nợ và cắt giảm chi tiêu để giữ cho thâm hụt trong tầm kiểm soát. Các quan chức IMF dẫn đầu bởi Walter Rasby cho biết rủi ro sẽ tăng lên nếu lãi suất toàn cầu tăng nhanh hơn dự kiến và tăng trưởng chậm lại. Nếu khu vực công và tư nhân buộc phải xóa nợ đồng thời, triển vọng tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng. Trung Quốc hạ lệnh mới cực hà khắc, các quốc gia lo sốt vó trước nguy cơ đứng yên từ ngày 1 tháng 1. Cơ quan hải quan của Trung Quốc đã công bố các quy tắc an toàn thực phẩm mới vào tháng 4, quy định tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm ở nước ngoài cần phải đăng ký để hàng hóa của họ có thể tiếp cận được thị trường Trung Quốc. Thời hạn đăng ký là tới cuối năm nay. Tuy nhiên, các thủ tục chi tiết giải thích cách lấy mã đăng ký cần thiết mới được ban hành hồi tháng 10, trong khi một trang web để các công ty có thể được phép tự đăng ký trực tuyến mới được ra mắt vào tháng trước, một tháng trước thời hạn. Các nhà sản xuất rượu whisky, sô-cô-la Bỉ và các thương hiệu cà phê châu Âu đang nhanh chóng tuân thủ các quy định mới về thực phẩm và đồ uống của Trung Quốc, với việc nhiều người lo ngại rằng hàng hóa của họ sẽ không thể vào được thị trường khổng lồ này khi thời hạn 1 tháng 1 2022 sắp đến. Điểm tin tuần 3 tháng 12 được tổng hợp từ tin nhanh chứng khoán VOH, Vietstock, KVF, VinExpress. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tài chính số tiếp theo vào cuối tuần sau nhé.